Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn về các hiệu ứng của backdrop, còn gọi là nền đúng không ạ? Để chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng nó sinh động hơn trong các cái chương trình mà chúng ta ứng dụng và chúng ta áp dụng vào backdrop. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng là các cái nhân vật và backdrop của chúng ta thì muốn có một cái ảnh được insert vào đây thì nó phải là dạng đuôi PNG, một cái dạng đuôi phổ biến trong việc xếp ảnh. Nếu mà bạn nào không có cái đuôi PNG này thì chúng ta sẽ sử dụng pen để xếp ad lại cái hình ảnh này cho nó trở về đúng cái đuôi PNG mà chúng ta cần phải tạo ra. Ví dụ như ở trên này thì tôi có bốn cái background khác nhau, trông nó có vẻ tựa tựa là gần giống nhau thôi, nhưng mà thực tế ra thì tôi đã tạo cho cái phần bóng đêm nó khác đi, mỗi một cái hình ảnh tôi tạo bóng đêm một chút khác đi để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng nền. Và bây giờ tôi bắt đầu đặt tên cho các ảnh là cache 1, cache 2, cache 3 và cache 4 để chúng ta dễ dàng thuận tiện. Bạn cũng có thể di chuyển vị trí của các cái backdrop này cho nó phù hợp và hợp lý hơn. Công việc tiếp theo nữa là tôi sẽ phải thực hiện cái next backdrop. Các bạn biết ở trong các cái nhân vật thì chúng ta dùng next custom là để thay đổi các cái hình ảnh nhân vật, thì next backdrop cũng vậy, chúng ta sẽ thay đổi các cái backdrop khác nhau. Bản chất của các hiệu ứng này là chúng ta có những cái ảnh và chúng ta chuyển nó thành gì ạ, nó liên tục đổi các cái ảnh này đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái hiệu ứng nó sẽ chạy ra, đúng chưa ạ? Đầu tiên thì tôi sẽ chọn một cái forever. Khi click vào lá cờ thì tôi sẽ cho cái backdrop này thay đổi đi. Tôi sẽ chọn cái phần trên backdrop thay đổi đi là gì? Tôi muốn đặt vào đây tạo ra một cái biến để giúp cho chúng ta có thể theo dõi được xem là cái backdrop này nó đang là những cái backdrop nào. Cái phần background của chúng ta là background gì. Vậy thì tôi bắt đầu set cho cái biến này bằng 2. Và tôi muốn là cái backdrop này sẽ thay đổi theo các cái giá trị biến của tôi. Tôi sẽ trên cái biến này đi là 1. Thì tôi sẽ thêm một cái điều kiện nữa vào đây là if. Nếu như mà cái giá trị biến này mà lớn hơn 5, chúng ta có một cái biểu thức đưa vào là lớn hơn 5 thì chúng ta lại set cái backdrop này trở về giá trị ban đầu. Giá trị ban đầu. Đó. Vậy là tôi đã có một cái câu lệnh thay đổi backdrop và sử dụng các cái biến để mà thay đổi. Trên màn hình thì tôi đã hiển thị cho các bạn một cái biến để đếm về backdrop để chúng ta nhìn xem là nó đang thuộc về backdrop nào. Ok chưa? Và bây giờ thì tôi bắt đầu demo cho các bạn chương trình. Chúng ta nhìn thấy là nó thay đổi liên tục chưa ạ? Trông như là cái mặt đất với cái hình lá nó đang rung rung ở giữa nắng ạ. Các bạn nhìn có thấy thế không ạ? Đấy là cái cách là chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng để cho nó sinh động hơn. Chúng ta có thể thêm thời gian vào đây để làm cho cái phần đợi nó chậm hơn một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy dễ hơn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Như là một đám mây bay qua xong một lúc sau nó lại bay và di chuyển ạ. Thì đấy cái chính là cái cách để chúng ta thay đổi lại và tạo ra hiệu ứng cho backdrop cũng gần giống như là hiệu ứng cho phần nhân vật. Và với backdrop thì thường là chúng ta sẽ đặt theo thứ tự, vì thế nên nó sẽ chạy ra đúng cái thứ tự của chúng ta. Bây giờ thì tôi muốn tăng thêm một cái tính phức tạp này nữa. Đấy là gì? Tôi sẽ lồng giữa cache 1 và các cái backdrop khác. Đó, tôi sẽ lồng join giữa các cái cache 1 và với join với các cái
backdrop khác để chúng ta xem rằng là nó có cái hiệu ứng khác đi hơn không. Giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.